Xin chào tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu nhanh với thông tin tình hình dịch Covid sáng hôm nay ngày 13 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Thì là tiếp tục thực hiện giãn cách ly thật nghiêm theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì chiều ngày hôm qua ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, định hướng công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Thì công tác tuyên truyền phòng chống dịch, tuần tra, kiểm tra, việc thực hiện chỉ thị số 16 được triển khai thường xuyên, nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tỉnh vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh triển khai đến các khu vực cách ly, phong tỏa, hỗ trợ kịp thời cho người dân, hộ nghèo, gia đình chính sách, các trường hợp mất việc, mất thu nhập, gặp khó khăn do bệnh dịch Covid-19. Thì hầu hết các huyện, thị, thành phố kiến nghị là tiếp tục chỉ thị số 16 thêm một tuần. Riêng huyện Mỏ Cày Nam và thành phố áp dụng chỉ thị số 15 đối với các địa bàn vùng xanh và vùng vàng. Các địa bàn có dịch thì tiếp tục chỉ thị số 16. Thì phát biểu tại cuộc họp, ông Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị toàn tỉnh tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp phòng chống dịch. Các ngành địa phương chỉ đạo sát sao việc thực hiện và tiếp tục làm tốt các cơ sở để kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch. Thì Bí thư tỉnh đề nghị các ban chỉ đạo tỉnh trên cơ sở là tình hình thực tế và đề xuất các địa phương có phương án tổng thể, cụ thể là tiếp tục thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn này thì là phải chặt chẽ, không chủ quan nhưng cũng không quá hoang mang. Chúng ta là phải chuyển từ chiến lược là đánh nhanh thắng nhanh chuyển sang chiến lược đánh chắc thắng chắc. Chúng ta cần phải xem xét công tác phòng chống dịch Covid-19 là công việc thường xuyên, lâu dài và tiếp tục chủ động phương châm là bốn tại chỗ, là có phương án điều trị chuyên nghiệp để có thể chung sống lâu dài với bệnh dịch. Thì tranh thủ nguồn vaccine có được là triển khai tiêm ngay cho người dân, xác định vùng an toàn, kiểm soát chặt chẽ ngay từ cửa ra vào, đồng thời cũng có phương án tuyên truyền phù hợp, chủ động tích cực để người dân yên tâm, tin tưởng chấp hành tốt quy định để phòng chống dịch. Thì Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị là giữ vững và khôi phục vùng xanh ở Chợ Lách, rút kinh nghiệm và nhân rộng các địa bàn khác, khuyến khích tất cả các địa phương cùng thực hiện. Thì công tác vaccine đó là cần thực hiện đúng theo kế hoạch tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế, đồng thời là phải thực hiện giãn cách tốt, đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine. Thì thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 8. Thì sáng hôm nay, tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 35 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó Châu Thành là 4 ca ở Phú Long, xã Phú Đức, Thuận Điền là tại xã An Hiệp, Bình An là tại xã Tường Đa, ấp 3, xã Quế Sơn là có 3 ca liên quan đến ổ dịch công ty CB Đông Lạnh. Thì Ba Tri là 20 ca, là Tân Thủy là 8 ca ở Tân An, Tân Xuân là 1 ca ở Tân Thanh 3, thị trấn là 3 ca ở An Hội và khu phố 1, An Ngãi Tây là 8 ca ở ấp Dòng Trôm. Thì Chợ Lách đó là 1 ca ở Quân An, xã Long Thới, Dòng Trôm là 5 ca ở ấp 2, Hưng Nhượng 1, Phong Quế, xã Phong Nẫm 4 ca. Thì Mỏ Cày Nam 3 ca là ở Phú Trạch 2, xã Cẩm Sơn, Thạnh Phú là 2 ca ở Giang Hà, xã An Điền và Giao Hòa B, xã Giao Thạnh. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 31 ca, phát hiện ngoài cộng đồng là 4 ca, là ở Quế Sơn, huyện Châu Thành, ở Hưng Nhượng và Phong Nẫm, huyện Dòng Trôm, ở Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú. Thì tính đến sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 8, Bến Tre có 1.273 ca mắc Covid-19. Thì tổng số ca tử vong vẫn là 25 ca. Tính đến nay Bến Tre có 567 ca ra viện. Mình cũng xin kết thúc bản tin nhanh sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thân ái chào tạm biệt các bạn.